Bánh mì phải có 3T. Tặng ông phải cố bảo vệ trong ý. Dạ Kiều xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh của Mã Kiều và Family Cuộc Sống ở Hàn Quốc nha. Hôm nay Kiều có cái hũ pate này á, ăn với bánh mì là ngon dữ lắm luôn. Nên Kiều sẽ chiên thêm là cái viên chiên nè. Cái viên này á thơm ngon mà giòn dữ lắm luôn bà cô chú ơi. Với lại chả lụa nè, Kiều chiên thêm tàu hũ nữa. Cái này là thịt bắp mà thịt heo á. Này Kiều ướp nước tương nè, tỏi, ớt, với lại xíu đường, xíu hạt nêm. Nó kiểu ướp xong gia vị rồi, cái này làm chút kiểu làm đồ chua, dưa leo, ngò gí, ớt. Mời ông bà cô chú anh chị và các bạn vào bếp với Kiều nha. Bây giờ Kiều chiên tàu hũ cho nó giòn lên. Miếng này là nó giòn trước nè, gấp ra. Kiều bỏ cái viên vô chiên luôn. Cái này á Kiều cắt ra làm ba cho nó mỏng mỏng chút, cái mình bỏ vô bánh mì luôn mà khỏi mất công cách. Người ta ướp gia vị vô đây á ngon dữ lắm luôn, hầm tiêu ớt rồi đầy đủ hết trơn á. Cái viên chiên thơm quá, nó dạng như là chín rồi nè. Xin chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh của Mã Kiều và Family Cuộc Sống ở Hàn Quốc nha. Hôm nay Kiều sẽ làm bánh mì dùng thịt nè, chả lụa nè, tàu hũ nè, cá viên chiên cho anh Hun ăn. Có đồ kèm là đồ chua, dưa leo, ngò gí, ớt với lại nước sốt cà chua nãy Kiều làm nè. Nước tương ớt với lại nước tương. Cái món này ngon quá nên hai đứa sẽ làm một cái ly bia. Mời mọi người ăn chung với hai chồng Kiều nha. Xin mời mọi người. Kiều ăn đơn nhiên. Cái tiếng ốc được tưng. Anh Hôn đó, em sai cái chữ qua đây là anh đọc được à. Có chữ tương ớt với nước tương nè. Yêu sĩ số. Phải yêu sĩ số. Tiếng ớt. Nè, để Kiều coi anh Hôn đọc cái chữ này được không nè. Tâm tay chú. Wow. Nước tương. Anh Huấn đọc tiếng Việt được á ông bà cô chú. Có một cái là gì đọc được nhưng mà không có hiểu nghĩa rồi. Để đem dụng mày cho pate. Pate. Nè anh học cái câu này nha. Bánh mì phải có pate. Bánh mì phải có pate. Đàn ông phải có. Đàn ông phải có. Máu dê trong người. Máu dê trong ý. Trả lên tập. Bỏ pate vô, chép pate vô trước nè. Biết. 밤이 안에 파테 넣어주고 먹을 그거 다 넣어달라고 그 얘기야? 아니 이렇게 무슨 뜻이야? Bánh mì phải có pate, pate nổ mua mắt sơn đi cả. Bánh mì pate 있어야 돼. 있어야 돼. 그게 당연히 이거 남자는 여자 좋아해. 좋아해야 돼. Là đàn ông á phải có cái máu dê á, phi phi dê cha chua rồi sao. Còn đàn ông á mà không có máu dê trong người á là cái gì? Đàn bà. Đàn bà ơi. giỏi được rồi, để em làm mày cho nhiều chuyện nữa đó. Bỏ chả lụa vô nè. Chả lụa 2 cục. Bỏ tàu hũ vô. Tàu hũ chiên. Tàu chiên. Tàu chiên là gì? Tàu hũ chiên. Xong cái này là chả cá. Chả cá. Maisseo. Chả cá không? Chả viên. Chả cá viên. Chả cá viên. Chả cá viên ngon á. Chả cá ngon. Còn cái này là thịt chiên.
Thịt chiên. Đầy đủ luôn, đầy đủ gia vị luôn. Chị có trứng trứng ốp la nữa nhưng mà nhiều quá trời nhiều. Chị cô một chiếc. Cái đàn hồ lê phên đi sơ tu tên nên đề nó mà nà nì cơ. Bỏ miếng đậu hũ vô nữa đi. Rồi xong, bỏ dưa chua. Dưa chưa? Dưa chưa mạnh rồi chứ. Dưa chua nữa nè. Dưa leo. Dưa leo. Ngò gí. Mà đi, mà đi. Bánh mì là phải có ngò gí. Bánh mì ngồi đi cũng được chứ. Công ngò gí này dài quá. Xong ớt. Phải ớt vô nữa. Cái chỗ ở phải có chỗ mà nó chảy bây giờ thêm một bát cơm cả thêm một miếng cả luôn nó bỏ cho anh ít ít ớt thôi bỏ tương ớt tại vì chút có tương ớt cay nên em bỏ ít ớt cho anh thôi thêm một chuẩn bị yes. Nước tương trước nước tương. Bánh mì pate cho anh hôn này. Dễ tay ổi của em. Cho đằng nha. Cho đằng nha. À, nước sốt cà. Đấy. Tomato. Bên nước sốt cà vô nữa. Nước sốt cà. Tomato sốt sự. Tập tập. Pate nè. Bánh mì pate. Bánh mì phải có pate. À, bánh mì phải có pate. Đàn ông phải có máu dê trong người. Đàn ông phải có. Đàn ông phải có. Máu dê trong người. Máu dê trong người. Nó chán thật. Chính chắn không chắn. Đậu chiên. Đậu chiên, ồ, khi ớt nào ta. Em nấu kiểu như thế. Chả cá. Chả cá. Chả cá chiên. Chả cá chiên. Đậu chiên, chả cá chiên. Thịt chiên. Thịt chiên. Thà thích kia mình đi cá chiên lắm. À, dưa chua. Chiên chua. Dưa chua. Ngon không? Ngon. Nãy từ nướng bánh mì lại. Bắt cái ăn thật là bắt bắt cái thì sao? Có cái từ thuốc chiếc cô lô hâm nước tương nữa. Cái mùi pate nó thơm gì đâu á.
이거 먹으면 빤미 먹으면 햄버거 못 먹어. 맛없어. 빤미 더 맛있어? Anh thường nói á, ăn cái bánh mì này nè là không có thèm ăn hamburger. Bánh mì ngon hamburger ngon hơn chứ bộ. Hamburger ngon thiệt nhưng mà nó mau ngán. Còn bánh mì của mình là ăn hoài không ngán. Hamburger một cái bánh đi chín luôn. 기름 많아. 고기도 많고 기름도 많아. 맞다. 이거는 건강해지는 맛. 건강한 맛. 그래? Hamburger thì nó nhiều thịt, nhiều mỡ nữa, ăn béo. Chỗ này anh Hương nói ăn bánh mì này giống như là cái vị giống như vậy, vị của sức khỏe. Cái mùi pate cũng ngon. Anh lấy một miếng khăn giấy, cái chi chứ không chừng. Tốt rồi đấy. Chính cơ quan đang chút rồi mà. Trong này. Ngon á. Có bạc tê á, nó thơm, nó ngon gì đó. Bởi vì người ta hay nói là bánh mì phải có bạc tê, đàn ông phải có máu dê trong người. Anh Hùng biết cái câu này rồi đó. Bánh mì phải có bạc tê. Đàn ông phải có máu dê trong người. Giỏi, giỏi, giỏi. Anh Hùng nghe cái câu đó rồi đó. Bà, máu dây trong người sớ. Máu dây trong người sớ. Sớ. Có không? Anh có không? Có. Có. Kiểu hỏi anh nên có máu dây trong người. Anh có máu dây trong người không? Có không? Có. Có. Anh nói nên anh có không bà cô chú ơi. Ông bà giữ cha chùa hả? Ông bà có là cô ơi. Như là đàn ông nè, cứ đừng làm cha thầy. Kiểu nói vậy là anh là đàn ông phải rồi đó. Anh thường nói trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Ông ơi, trời ơi. Ngon mà. Ngon. Bánh mì này là buổi sáng, là bánh mì này ly cà phê sữa đá nè. Ngay bài. Bánh mì cà phê sữa đá có phiền. Có phiền. Ách mê có phiền. Thôi nó kể đẹp chứ. Mà chứ. Mà tao cũng đây. Mà chàng, mà chàng. Mà tao. Đúng không? Đúng rồi. Anh Hồn má. Ăn bánh mì thường ở Việt Nam á là ăn bánh mì buổi sáng á là uống với cà phê sữa đá, còn buổi chiều là uống với lại bia, đúng không em? Anh Hồn nói đúng không đó. Đúng rồi, vô một cái. Vô.이거 지금 맛 맛이 베트남에서 먹는 맛 똑같지? 그래? 아니 똑같아? 나는 순주한테 물어보고 싶어. 똑같지? 똑같아. 똑같지? 그럼 오빠 베트남 가면 멋있는 거 너무 많은데? 더 맛있어. 진주 제일 맛있어. 안 더운 날? Cái vị bánh mì ở Việt Nam là giống y chang gì luôn hả em? Kiều nói lắm, cũng tự tự như vậy á, nhưng mà ở Việt Nam sẽ ngon hơn. Mấy cô, mấy thiếp ở bán ở ngoài chợ á, sẽ bán ngon hơn. Khóc xin xin chào hề. Anh mình đi, ai chung mà khóc xin xin chú vô tài thơm. Thơm mà xin. Chị chàng gà thơm. Ông bà bói chạy đó. Chị ô đi sao chú. Chị ô chàng nìm. Chị ô chàng nìm. 막이요 사장님. 그 없어. 안돈 나. Anh mà đi về Việt Nam anh đi chợ á. Em nói món nào ngon anh sẽ kiếm ai em biết không? Kiếm Kiều. Kiều đâu rồi? Kiều đâu rồi? Bà chủ Kiều đâu?
Kiều mua palap. Kiều bán cái gì? Anh muốn Kiều bán cái gì? Kiều mua palap của Sipo. Bánh mì. Bánh mì. Kiều hỏi, ê, Kiều hỏi là anh Nguyên nói là anh muốn em bán cái gì? Nguyên nói em bán bánh mì đi. Thái lát kì. Một con mềm mềm thái lát kì. Thái chúng kêu một con sữa sữa. Thái thà. Chúng phân thái thăm của. Thái thà sát kêu ta cũng. Thái thà. Oh my god. 다 사서 새로운 사람 선물 주는 거지. 네. 지나간 사람 드세요, 드세요. That's so. Anh Hương nói em mà bán mày là mỗi ngày anh mua hết xe của em cho con. Em kiểu đó, anh mua hết xe rồi anh ăn ở đâu, anh ăn về vô cái cửa nào. Xong cái anh Hương nói nay anh mua hết nhưng mà anh phát cho người đi đường á, mỗi người ngổ 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 gì đó. Không có con gì là được đâu con. Được rồi nghe, được rồi. Đồng ta. Ngon quá. Bò không được không? Mà rồi được cắt. Xong rồi được. Là chết. Là chẳng bơi nhờ. Như chú không bơi nè. Như chú đi sớm. Ở ba mua một con xịt tốt nữa nè. Đồ hơi chín. Anh muốn ăn cũng gì thì anh bỏ vô đó. Phá tàu ngủ, anh Hương phá tàu ngủ. Ồ, oh, 이거 추가 돈 있어? 응. 추가. 있어. 얼마야? 더 하면 그냥 너무 귀여우니까 깜짝. 감사해. 아, 그렇지. Anh Hương hỏi nếu mà thêm đồ ăn vậy có tính tiền không em? Em nói nha, khách dễ thương quá nên em cho không đó. Anh Hương cảm ơn. 좋은 사장님. Anh Hưng á, bà chủ này tốt bụng nè. Ngon ha. Ngon. Anh Hưng á, mà về Việt Nam mà cho đi chợ ở Việt Nam là chắc vui dữ lắm. Ở bên này chúng mê bên Nam sang đây. Xin chào một bạn nội trên mình sẽ gặp bạn. Một phần mạnh chứ. À, ở bên này trên đây bên Nam thành đây bất thành khát sốc. Bất thành một chút. À, cũng là trên nhiều số. Không ăn gì có, không bắt sợ. Nó không ăn bố, ông bà ông mà bắt. Sao ăn nó mạnh chứ? Ông mà bắt sợ, ông chỉ gặp. Ờ, cứ cứ được có chất mà nó mạnh nè. Anh Hôn á, trước khi cưới Kiều á là ảnh có đi về Việt Nam giống như đi công tác không mà cô chú. Kiều hỏi anh có đi chợ bao giờ chưa, ảnh nói là đi chợ Bến Thành rồi. À, nhưng mà ảnh đi với bạn, ảnh cũng không biết đường á bà cô chú, nên á đi vô trong á toàn là thấy bán quần áo với lại giày dép với đồ đạc lùm la không à, chứ không có thấy bán đồ ăn, thấy bán rau cải này nọ lùm la chứ không có thấy bán đồ ăn đó. Rồi xong ấy Kiều hỏi là anh mua cái gì. Yo, pues tú te dije que. Kiều nói là anh Kiều hỏi anh Hôn anh mua cái gì, anh nói là anh mua chỉ mua vài cái quần vài cái áo thôi à, chứ đâu có thấy bán đồ ăn gì đâu. Đi chợ Bến Thành lớn mà, mai mốt là đi theo em về cái là em đi cho đi chợ quê. Nãy chung mình chưa cần gặp chị không nên cứ xin con chị chăng chị mình sợ chị bố đây cứ thay thăm mười thay thăm mười chị chăng không được xe u kè một cái cục hai người chả nào cơ hà bố chứ giờ ba khám nhưng ổn trong tù à anh Hưng á mới mới qua đi chợ á em dắt anh đi ngay chỗ mà bán mà hải sản á tôm cua mực rồi đó anh thấy trong thời sự mà chiếu ở Việt Nam á thấy người ta quay cái đó nhìn mê quá. Nãy chung mê tập thiệt không? Ở chung mê nè, Hàn Quốc 사람 많아. 그러니까 호치민에 있는 시장이잖아. 거기 누가 아줌마 아저씨 얼굴 다 알아. 다 보면 누가 가짜 거짓말 그 싸 비싸 거기 다 있어. 다 찍었어. 오래 하니까. 오래 살아 하니까. 오래 사는 사람 다 알아.
Anh Hương á, anh nói người Hàn Quốc sống ở thành phố Hồ Chí Minh dữ lắm luôn, ngày nào cũng xách cái máy đi quay ở chợ Việt Nam hết trơn á, nên á quay riết rồi giống như là giao tiếp riết rồi hiểu tính tình của người Việt Nam á. Anh nói là quay ở ngoài chợ á là biết ai cô nào mà thắt giá, nói thắt giá là biết hết trơn. Ảnh cũng có nhiều người, ảnh cũng có vài người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, ở giống như là làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh mình luôn á, nên nó nhiều người cũng nói cho ảnh biết này kia lắm. Mà nó khả năng rất hình như là bánh mì này là cũng nổi tiếng lắm nè. Cái gỡ là dung miên gặp thầy ừ, xe sang xe lăn thả lên nà ra phở phở bò thả ra chị cái này thả phở bò tia bánh mì nhiều người kiểu nói cho anh Hương biết ở mấy đất nước trên thế giới nhiều người biết món ăn Việt Nam là phở bò đúng không, sao phở bò là hình như là bánh mì á. Kiểu thấy ai cũng biết bánh mì chưa á. Chinh chờ dơ ghi một chiếc dơ cha dịp bên dơ cha si hôm mê thật tàu và tài đi khe cha tàu mua tè bên thân nam mua tè xe sang nghe si hôm hết sơ sơ ụt đi đi khe mua đó bánh mì mạnh thật sơ kinh đề xe bên đi cật sơ chắc ừ. Có bữa chưa bố sĩ bố bố có gì bố thả bánh mì cả cháu kiểu nói á hoa hậu hoa hậu mà cuộc thi hoa hậu Việt Nam đi thi hoa hậu thế giới á mà đột giải á, hình như là hoa hậu hay nên hay sao á là bánh là thi kiểu nhớ là có bạn cái áo dài mà bạn cái váy á, mà có đính bánh mì gì nè kiểu nói cho anh Hương biết chứ đó anh đâu biết đâu, xong kêu nói ngồi em mở cái điện thoại lên cho em anh coi nha đi ta cà và chụp kệ áo dài hả cô bánh mì thật chứ ừ cái áo dài áo dài cô áo dài đấy cứ nhăn ụt nhăn ngồi xài bánh mì mà ừ cái làm thôi đó bánh mì thà bánh mì chim ma thà bánh mì nón lá ạ à, nón lá ông biết nón lá đúng không ừ. Anh biết không biết đó nón lá với cái áo là tòi bánh mì mày bố á Hàn Quốc mà đi thi người đẹp trên thế giới á là kim chi nguyên tô kim chi oh anh cúc ghê chưa chơi vậy khi nào ra hầm không để nguyên thùng kim chi cái áo trời ơi. Trời ơi anh Hưng nói trời ơi kiểu nói mai mốt mà ở Hàn Quốc mà đi thi sắc đẹp á Việt Nam thì để mấy gỏi bánh mì ở trước đúng không, còn Hàn Quốc đi thi thì để nguyên thùng kim chi ở tiếp chua anh Hưng đặc trưng của Hàn Quốc thì còn gì nữa xứ sở kim chi. Kim chi mấy cô cứ nhắn kim hả mẹ chạy kim. Kim như mấy em. Kim như mấy ảnh ha. Kim như mấy ảnh ha. Anh Hương nói lát kim á. Chịu nói lát kim đâu nổi tiếng bằng kim chi đâu. Hàn Quốc hả mẹ hả. Hàn Quốc mà hả. Hàn Quốc sa. Anh Hương Hàn Quốc nào là mà hả mẹ sa làm hà kim chi. Kim ảnh. Kim chi nào là. Kim chi đó bác nổi tiếng đó. Ở Việt Nam giờ là ai cũng ăn kim chi không? Bên Thư Nam chỉ cơm kim chi thả một phần thả ra. Thật chứ? Ừ. Chuyên trang chứ mua? Ừ. À, mà tuyệt thật không? Ừ. Mà biết ra ừ. Ai bố. Nhưng mà người Việt Nam á, người Việt Nam mà phá kim chi á là mảnh từ lờ. Người Việt Nam phá kim chi là có người làm luôn. Cho nói với anh Phương nói là ở Việt Nam á là ai cũng biết ăn kim chi hết trơn rồi ông ơi. Cái anh Hương nói thiệt hả? Nhiều người ăn kim chi lắm hả? Bán ở siêu thị hả? Các kiểu nói ồ có mua ở siêu thị người ta ăn á, có người nào thích á là người ta làm luôn á. Bây giờ Nam sẽ làm chua hay cam mạnh rồi chích chút mạnh rồi. Cái người Việt Nam thích á là làm luôn. Mỹ Cúc nè, Canada, Australia, France, mấy cái chị á mà khán giả của YouTube mình nè ở Mỹ nè, ở Úc nè, ở Canada nè,
là làm kim chi này nè, là tự làm luôn đó. Wow, chưa trời đi chưa? Ơi. Trời ơi nữa. Mấy chị ở Mỹ nè, Canada nè, Úc nè, ở Pháp nè, tự làm kim chi ăn đó. À, chứ không phải Việt Nam không đâu. Mấy chị ở Việt Nam nhưng mà ở nước ngoài đúng không? Tự tay làm luôn. Hôm bữa có chị hỏi anh á, làm kim chi, làm cái củ cải làm sao mà hay bị hư đó, là anh trả lời đó. Chứ bên này cứ ở ni mua la bay ở pa que mua kim chi mà tôi đưa que sơ kê sóc sang hay là của đó. Cứ dơ cái ổn đi. Thế bữa đó bữa chị đó hỏi anh đó, là bữa chị đó trực tiếp là làm luôn đó. Có chị hỏi là củ cải làm kim chi mà hay bị hư vậy em đó. Xong rồi Kiều mới nói với anh Hương là hai vợ chồng bàn nhau, rồi cái bắt đầu mới nói cách, chỉ cách cho chị đó. Ôi trời, người Việt Nam của mình giỏi lắm luôn. Tại sao ta là tốt quá được cả trai mình. Anh Hương anh Hương đó, em phiên dịch giùm em anh câu này em. Người Việt Nam á rất là thông minh, nên á kim chi á là làm giỏi là chuyện bình thường. Cô Mô á, cảm ơn lời khen nha. Không có gì. Chỗ đâu rồi, chỗ đâu rồi, bắt trang quá rồi. Má cầu, anh Huấn nó làm kim chi khó mà, biết làm là giỏi lắm luôn hả? Không được, mi cốt đi lên. Xin chào. Anh sao nâng đề, chích chóp mạnh từ lưu hợp chinh chài dơ kì cường bí cúc quê hành nâng đề, chích chóp mạnh từ lưu hợp nâng nổ chài. Wow, thật hơn. Thích sự phải nhé. Mệt sao? Đi cho ngoài nhé. Ở bà chút không hôm nay, bà chỉ còn một cửa. Chấm pha tè. Ngon. Ngon. Bất thể ngon rồi đó. Bất thể ngon. Khàn nó luôn. Hành hấp cốt cốt kì khàn. Wow. Đặc phi. Thay mình được rồi. Ồ, chú chú chú. Nó mới xài rồi. Ngon chú mới lên. Anh thích lên hay đặc phi. Ồ, nó quên chút rồi. Chú 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 nào. Anh Vương nói bữa nào anh làm pate này thử à. Chị nói kêu không biết làm, chị chưa làm đằng nào chưa hết. Làm công phu, Kiều nghe nói làm cái pate này công phu dữ lắm. Chinh chú tư là sơ, y cô pate, ốc chấp hay hay xin anh đề. Anh chết làm công tư là sơ. Thì Kiều xin tạm dừng cái video ở đây nha. Xin cảm ơn tất cả ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ hai vợ chồng Kiều nha. Nếu mà mọi người yêu thích hai vợ chồng á, xin hãy đăng ký, like, share để ủng hộ hai chồng Kiều nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn. Xin chào mọi người. Bye bye.